Thông tin tiểu sử ca sĩ Jimmy Nguyễn Jimmy Nguyễn, sinh 1970, còn gọi là Jimmy J. C. Nguyễn, là một nhạc sĩ, ca sĩ, người Việt hải ngoại. Jimmy Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dụng Ngọc Long, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1970 tại Sài Gòn. Tuy vậy, cha mẹ anh lại là người gốc Huế chịu ảnh hưởng của cha mẹ từng là những nghệ sĩ nghiệp dư thời trẻ. Cha là nhạc công guitar và mẹ là một ca sĩ, nên các anh em đều biểu lộ khả năng âm nhạc. Jimmy Nguyễn bắt đầu biểu diễn khi còn rất nhỏ tuổi và nhận được những khoản thù lao là một cái sáo che và một ít bánh kẹo khi mới năm tuổi và một chuyến đi sở thú Sài Gòn và một vé xem bộ phim cung phu vào năm 7 tuổi, năm lên 10 tuổi, Jimmy Nguyễn cùng cha đến định cư tại Hoa Kỳ, để lại quê nhà mẹ và các kê mon sơ anh lấy tên tiếng Anh của mình là Jimmy J. C. Nguyễn, đặt theo tên những con chó của mình, năm lớp 6. Anh tham gia ban nhạc SNN, Hoka và Nguyễn, sau đó là Melody. Khi lớn lên, Jimmy Nguyễn theo học trường luật tại Golden Gate University of Law, San Francisco. Vào năm 1992, toàn bộ gia đình của anh được đoàn tụ. Cũng trong năm này, anh thành lập công ty ghi âm và phát hành băng đĩa JC Record tại San Francisco, California với mục đích phát hiện nâng đỡ và phát triển những tài năng âm nhạc trong lĩnh vực sáng tác và biểu diễn. Năm 1993, em gái út của anh qua đời do một tai nạn ô tô vào ngày lễ độc lập của Mỹ. Đau đớn bởi sự việc này, anh sáng tác nhạc phẩm đầu tay mãi mãi bên em, để tưởng nhớ đến người em gái đã mất, nằm trong album đầu tay cùng tên. Album này trở thành hiện tượng vào năm 1993 và đã đưa tên tuổi Jimmy Nguyễn trở nên nổi tiếng. Trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và tại Việt Nam môn sơ cho đến năm 1996. Jimmy Nguyễn đã phát hành rất nhiều album thành công tiếp theo, bao gồm Người con gái 1994, Một hình dung Nguyên Tử Mỹ, 1995, Tình Như Lá Bay Xa, Calvin Music, 1996, Hỏi Đá Buồn Không, Địa Đơn, 1996, và Season of Love, Intersemental, 1996, năm 1997. Anh trở về Việt Nam biểu diễn xuyên Việt với chương trình tuổi 20 và những tình khúc của Jimmy. Nguyễn do nhà hát tuổi trẻ Việt Nam tổ chức, với đơn vị tài trợ chính thức là Cao Bớc. Kỷ niệm sự kiện này, nhà báo Lưu Trọng Văn đã đặt cho anh nghệ anh Việt Nguyễn. Năm 1997 Jimmy Nguyễn tiếp tục cho ra đời album mới với chủ đề tình và đời. Cũng được phát thanh trên các sóng radio công cộng của Hoa Kỳ. Và video nhạc phẩm ngồi đây vẫn mong đợi. Đến thời điểm này, Jimmy Nguyễn đã sáng tác được khoảng 70 tác phẩm bằng tiếng Anh và tiếng Việt với các chủ đề. Tình yêu, con người và thiên nhiên. Với khối lượng tác phẩm đồ sộ như thế, Jimmy Nguyễn đã tạo cho mình một phong cách và một vị trí đặc biệt trong cộng đồng nghệ thuật. Dòng nhạc tự sự mang màu sắc của thể loại pop, ballad cùng với chất giọng riêng đã tạo dựng thương hiệu âm nhạc của Jimmy Nguyễn. Năm 2003, Jimmy Nguyễn thành lập ban nhạc riêng với tên gọi Jimmy Ben mang đậm phong cách nghệ thuật việt nam xuất hiện nhiều lần trên các đài truyền thanh và truyền hình quốc gia của việt nam như sóng am htv vtv tiêu biểu trong giai đoạn này là các ca khúc nhớ mẹ việt nam nỗi niềm kẻ ở miền xa quê hương tôi nhớ lắm anh cũng cho phát hành nhiều video clip ấn tượng như hỏi đá buồn không người nói Người tình trốn nơi xa, niềm đau chớm hạ, tôi đã, fantasy, và cuộc tình ở lại. HTTPS, www.facebook.com gạch chéo dây 1043.